Thân mến chào mừng các bạn, chúng ta trở lại kênh Mr. Long Learn Let's Learn. Chúng ta tiếp tục đến cái nội dung listening của Skills 2 của Unit 2 các bạn nha. Cũng là cái phần luyện nghe. Và bài tập 1, bài 2, bài 3, bài 4 chúng ta làm xong rồi. Bây giờ chúng ta sang bài 5 của cái nội dung này. Bài tập 5 cũng là bài tập kết thúc phần luyện nghe. Thế thì bài tập 5 là discuss in groups, là thảo luận theo nhiều nhóm. Thế thì bài này nó có 3 câu hỏi chúng ta thảo luận. Câu thứ nhất, why is the triathlon? Các bạn để ý này, cái này là mô ba môn phối hợp này. Cái chỗ này các bạn nhớ nhấn âm này các bạn nha. Triathlon. As, âm vô thanh này, âm vô thanh các bạn bung ra được này, đưa cái đầu lưỡi ra khe hàm răng. Rồi, triathlon. Triathlon, a difficult event. Đó, why is the triathlon a difficult event? Là cái ba môn phối hợp này, cái môn ba môn phối hợp thể thao, ba môn phối hợp này có phải là tại sao chứ không phải là có phải là tại sao thể thao ba môn phối hợp lại là một cái sự kiện thể thao rất là khó, là một cái sự kiện khó, một cái nói chung là cái môn khó đó các bạn. Câu 2, can you think of other Olympic sports that are harder hoặc là easier? Bạn có thể nghĩ những cái môn thể thao Olympic khác mà những môn đó nó có thể khó hơn hoặc là dễ hơn cái ba môn phối hợp này các bạn nha. Người ta so sánh đó, cái ba môn phối hợp này trong các bài tập trước chúng ta biết rồi nha. Rồi câu 3, would you like to try the triathlon one day? Why or why not? Thế thì bạn có thích là thử cái ba môn phối hợp này ngày nào đó không? Một ngày nào đó thôi, bạn có thích thử cái ba môn phối hợp này không? Tại sao thích và tại sao không thích các bạn ha? Đó, nhớ cái ba môn phối hợp nhớ này. Triathlon. Triathlon. Rồi, vậy thì bây giờ thầy sẽ giúp các bạn giải quyết từng câu một. Tại sao cái ba môn phối hợp là một sự kiện thể thao khó? Thì các bạn có thể trả lời đây. Các bạn đây, thầy giải thích ngắn gọn cho các bạn nhìn đây nha. Đây. The triathlon is a tough competition because you have to swim, run and ride a bike, and you have to use many calories in one event. Cái ba môn phối hợp này là một cái cuộc thi đấu rất là khó khăn bởi vì bạn phải bơi lội này, chạy này và cưỡi xe đạp, lái xe đạp. Và bạn phải sử dụng nhiều calo trong cái cuộc thi đó. Ok, mình trả lời ngắn như vậy là được rồi. Đó là câu thứ nhất. Câu thứ hai, bạn có thể nghĩ cái môn thể thao Olympic nào mà nó dễ hơn hoặc là khó hơn không? Đây, thì bây giờ thầy giúp các bạn trả lời câu này là thế này. The sports that are easier than triathlon are tennis, table tennis or badminton. Những cái môn thể thao mà những môn đó dễ hơn cái môn ba môn phối hợp là tennis nè, bóng bàn nè, tennis là quần vợt, cầu lông quần vợt đó các bạn, đánh tennis đó, bóng bàn nè hoặc là cầu lông, badminton. Ok, và cuối cùng bạn có thích một ngày nào đó bạn thử ba môn phối hợp này không, tại sao thích và tại sao không ha? Thì câu này các bạn chỉ cần trả lời ngắn gọn thế này. Đây. Trước tiên mình tìm môn khó hơn môn ba môn phối hợp là môn này. Các bạn để ý cái môn này nè nha. Cái môn này được phát âm là pentathlon. Pentathlon là môn, năm môn phối hợp đó các bạn. Đây, a sports event in which athletes compete in five different sports. À, cái sự kiện thể thao mà trong đó những vận động viên phải tranh tài trong năm môn thể thao khác nhau. À, vậy thì năm môn đó là như thế nào? Đây, các bạn nhìn này nha. The pentathlon consists of running, swimming, riding, shooting and
fashion. Đây, vậy thì cái năm môn phối hợp bao gồm môn chạy này, môn bơi này, môn cưỡi xe đạp này, môn bắn súng này và môn vượt hàng rào đó các bạn. Đó, như vậy là năm môn đúng không nào? Rồi, đây là môn dễ hơn, đây là môn khó hơn chứ? Khó hơn, vậy thì các bạn trả lời môn khó hơn môn ba môn phối hợp là môn năm môn phối hợp này. The sport that is harder than triathlon is pentathlon. Pentathlon đó là năm môn phối hợp. Rồi, đó là đối với môn khó hơn. Bây giờ chúng ta tìm môn dễ hơn. Đây, môn dễ hơn là môn này các bạn. Đây. Môn dễ hơn đâu rồi, để thầy tìm cái. Thực ra là thầy chỉ có tìm môn khó hơn thôi các bạn. Còn mấy môn dễ hơn là có rồi đúng không? Ờ à, đúng rồi, hồi nãy thầy nói là cái môn dễ hơn đây này các bạn. À, xin lỗi các bạn, đây. Môn dễ hơn là đây, tennis nè, bóng bàn nè, và cầu lông nè. Còn môn khó hơn là môn năm môn phối hợp nè. Rồi bây giờ thầy trả lời câu cuối cùng cho các bạn. Là bạn có thích một ngày nào đó thử ba môn phối hợp không? Tại sao và tại sao không? Thì đây, yes, mình trả lời ngay liền. Yes, I think. Vâng, I think, tôi nghĩ rằng sao? This will be more challenging things. Điều này sẽ có nhiều điều thử thách hơn. Nhiều điều thử thách hơn. Ok. Yes, I think this will be more challenging things. Ok. Còn nếu mình không thích á, mình sẽ trả lời sao? No, I cannot. Không, tôi không thể. Because I'm not simply strong enough to take part in this event. Đây, có nghĩa là không, tôi không thể bởi vì tôi đơn giản là không có đủ khỏe để tham gia vào cái sự kiện này. Hoặc các bạn có thể trả lời thế này: I'm not simply a Ironman. À, đơn giản tôi không phải là một người sắt như trong ban đầu thầy giải thích cho các bạn đó. Tôi không phải là người sắt, tôi không phải là người khỏe mạnh đó các bạn. Rồi, như vậy là chúng ta đã trả lời ba câu của cái câu bài tập số 5. Rồi, hy vọng của cái phần luyện nghe đó các bạn, và cũng là kết thúc phần bài tập luyện nghe. Hẹn các bạn ở phần luyện viết các bạn ha. Một lần nữa, cảm ơn các bạn rất là nhiều. Các bạn nhớ nhấn đăng ký kênh, chia sẻ kênh để chúng ta tiếp tục đón nhận thêm nhiều video hay ha.